Ba gói đẹp. Giò. Thịt nạc, thịt mỡ, ướp. Giò này là ướp những gì bán nhỉ? Có cả hạt tiêu, muối mắm. Tiêu, muối mắm. Bóp vào. Em lấy nước có vá rửa tay nhưng mà phụ quá. Không, tay có vá rửa sạch. Không phải, em trắng trâu. Rửa sạch cái nhà tay. Mộc nhĩ. Mộc nhĩ ngâm. Ờ, để em được thấy. Nở ra đâu. Bánh chưa lại ra cho em đấy. 3 quả chứ chắc 2 quả chẳng hết được thật. Còn nhĩ nữa không? Nó có đủ lá không? Lá chẳng đủ thì ta bảo ông gấu của mày đi chơi đi để chúng ta lấy lá rồi. Lá thảo lại lá, thật thằng gấu đi chơi đi để tao lấy lá rồi. Nó bảo giờ nhà cháu nhiều ra lắm à. Ui ôi, bái giải nhiều thế thì hết lá của em thôi. Bái giải nhiều thế là nào? Trời ơi. Bác cứ giải cho đủ. Không đến lúc lại ép bắt phôi cả giò ra. Tưởng mong nghĩ phải cho vào lâu bây giờ mới trộn à? Ừ, như là trộn nhiều đấy. Nhiều đấy, 3 quả hay. Bà chia 3 ra luôn à? Mà chậu. Mày mong nghĩ. Cho mùng nhĩ vào đảo. Cái này càng nhiều mùng nhĩ càng thích. Ừ. Ăn còn giòn. Thế nào có đủ nó không có. Thêm tí nữa. Quá đông thì lại chẳng có nhiều. Đi anh em bà con cháu ơi. Anh em bà làm này. Cả nhà tập trung vào quanh đây để bố trắng cho Facebook bảo là doanh nhân gói giò xã Liên Đồng. Cho chúng cả đây cho có mặt. Giò này là giò an toàn. Giò an toàn. Thịt lợn là doanh nhân. Ta nuôi. Mục nghĩ là hái lợn thịt rừng. Lợn quay rồi. Đây vẫn là cái con lợn hôm qua đây. Đấy. Đây còn có mấy cái này cho vào đâu nữa? Nốt cho đâu nữa. Đây, 3 chậu 3 quả. Đấy, bây giờ bà thả vào kia. Ờ, ta phải làm quan nhỉ. Xong một phát thịt lợn đỏ au. Giúp mẹ về như quan nhá. Bác cái thằng ơi, ra đi học bác cách bó giò này. Ờ, quay phim đây rồi. Làm gì nó có làm. Mai sắm thêm độ chục quả nữa để tập thực hành. Đó, có tiền nó ra chợ nó ăn chứ. Nó có khổ như bá nữa, nhà này tiền chả có đâu mà. Bá gọi là nghệ nhân rồi. Tiền là nghệ nhân hay là gần. Bá nhà tiền chả có, gần nó có tiền nó ra quán nó mua về đầy. Ra quán ăn ghê lắm.
Má len đầu kia trước đúng không? Để cho chặt đúng không? Đổi đầu len tiếp. Bẻ. Lại, ngon lành. Lại tiếp tục đổi đầu. Xong rồi cho bà cho lấy số điện thoại của bà ấy. Đưa vào đấy. Đưa vào là nếu ngủ được cứ lúc nào nó gọi vào là đến được với nhỏ. Bà có nhận gói giò ở Hà Nội không? Cháu áp số điện thoại lên đây. Áp số điện thoại và đến lần đêm mà chẳng được ngủ. Ờ. Đấy đấy, cậu Lông. Ừ. Mẹ. Ông Đàm Vân sáng ngày dưới con mẹ ở dưới Yên Bình đến đâm về cho. Thế là đi viện nó rồi. Đi lấy thịt bò đúng không? Đi đâu mà khổ. Đi cũng đi mua thịt bò. Lấy thịt bò bên nhà Hòa Thúy. À. Ở dưới mới phóng lên cổng nhà Phúc Sơn rồi cái đường cua cua ấy ra thì đằng kia là nó tia thẳng cho một nhát luôn. Ừ. Đi viện đúng không? Ba bảo ba chả hôm nay kia chả làm nữa, chả có tiền ăn Tết thì mỗi đứa nó về nó cho vài trăm, con cho vài trăm, cháu cho vài trăm, tha hồ ăn. Thế thôi. Ừ. Đây ba cứ kể tên ra đây, cháu áp lên đây xong cháu tác vào cho. Ừ. Chiến về là gì chả cho sáng về đơn giản. Đơn giản. Bọn này nó không ăn ở nhà nó không quen, nó phải ăn ở nhà hàng cơ. Xong một quả. Xong một quả rồi. To mà tận 3 quả cơ. Mày ăn hết tháng 2. Ê, gầy đấy. Ai thì có một mình ông bảng ăn thôi. Mà có một mình em ăn thôi. Làm quả nữa. Bỏ cái này đi bán nhỉ. Ừ. Rồi. Đây, em bán giò là... Thêm một quả nữa vào đây. Ừ. Đặt ngồi gói để cho bọn sáng đem đi. Không. Chúng nó thì nó lấy miếng thịt lạc nào nó lấy, chả có thì thôi chứ. Chết thế thì. Cháu gói làm nào mà gói ghê thế này. Gói trong bảng ăn. Nhà em không ăn cái giò gói này bao giờ. Vui lắm ăn miếng thôi. Nó nhìn đến nó ghê rồi. Con lợn này là cái con lợn cắp nách tạ mấy hôm qua đen này. Ui cái bì này. Có tạ mốt rồi. Dày chưa? Này. Lợn cắp nách người. Ê. Nào ăn chưa? Ừ. Ừ. Lại không ăn cái giò này. Có mới ăn. Là bà bảng ấy không ăn. Toàn người ghê mỡ thì mỡ nó mới ngon, lại ghê mỡ thì ăn cái gì? Cháu thì ăn mỡ vào nhân bánh chưng rồi. Ừ, giò. Nó bảo bánh chưng là cho nhiều mỡ vào nhưng mà đũa cho ít được. Nó phải chỉ thích ăn cái mỡ ở trong cái bánh chưng đó thôi. Nó hầm kỹ rồi nó hết ngấy rồi. Ăn mỡ ở trong thì công nhận là ngon thật. Vừa ngồi để quay vừa bế con đâu, mấy phút. Nó phải làm đấy. Nó gọi hàng nó bỏ rửa bát đấy đi. Mấy phút. Đây là đang công tác. Con cứ bỏ rửa bát đấy đi, chẳng phải rửa vội đâu. Rửa làm cái gì vội ngày Tết này. Có vội cái gì cái rửa bát. Sáng này nó phải quay mấy mà cái ra. Vâng. Cho nó ngồi vào xe là xong. Nhà trọng nó bảo là nhà tôi là 5 anh em trên một chiếc xe tăng, nghĩa là 5 người dỗ cái thằng cu ấy. Hai vợ chồng nói hai chồng bố với lại bà Thảo thôi. Thế là khoe nó cô chú Quyền bảo ấy, thế là cả hai vợ chồng em là thành 7. Nga dịch quá. Hai vợ chồng em đi yếu rồi. Đó. Hai vợ chồng em đã thành 7 người trên một xe tăng. Nó có đúng đạt được không nhỉ? Gặp ở đây đây. Là này là làm gì? Để buộc. Quấn như quấn bánh chưng. Quấn không được. Buộc bắt một. Nó tròn giò. Quấn không được. Ai cần tròn cái này tao còn phải lắn cho bẹp thẻ lè ra thành số 8. Đây là lúc ép thì ba gói ở bên nhà để cho nó đi làm dỗ là
Cuốn luôn. Chẳng có lạt. Là dây dây đỏ thì. Chẳng có lạt, lấy cái dây dứa. Dây cuốn đó. Tròn. Dây đấy buộc làm nổi mà chả cuốn. Việc cái gì mà phải lạt? Lấy cái dây đây mình tao cuốn rồi. Cuốn được không nữa? Cuốn tròn. Buộc lên xong rồi ép có thế. Cái này thì cứ buộc lạt nọ lại giữ lạt kia. Ừ. Đấy, lạt nọ giữ lạt kia đây. Bán được 2 cành đào 300. Ở cái cây hôm qua nó đào bao tiền? 200. Ờ, đào cây à. Nhưng mà con Nga đang nay sang giữ mà không bán nữa. Để trẻ con nó lấy không bán nữa. Bán rẻ quá. Cây rẻ, 200 cây rẻ quá. Cây nó đào thì nó dòng sân rồi đấy. Chẳng biết được dòng sân hay bán rồi. Này lại vào để đòi lấy nữa. Nhà nó giữ nó bảo không cho lấy nữa. Không bán nữa. Rẻ quá. Chẳng biết rồi. Cả cái cây to mà. Cây to. Qua nó đem xem vào góc là nó lai, nó kêu xe máy đây. Chặt mãi rồi nó cụt. Thế là nó vào là nó mua cả cái gốc ấy thì là gì chẳng biết nó còn hay bán rồi kiếm cành thôi để cái gốc sang năm nó lại nảy lên cành mới này vào để mua cho ông tá thì Nga nó bảo không bán nữa để đấy các trẻ con nó lấy không bán nữa rẻ quá để cho trẻ con tết cho trẻ con nó chơi. Con Yên lấy mà cành 100. Qua thằng ấy đào gốc 200. 300 bạc tiền đào. 300 bạc. Nếu mà còn ngon hơn là dùng bưởi đấy ba. 300. Dùng bưởi. Nay thằng này ăn trộm, mai thằng kia ăn trộm. Cuối cùng giữ được mấy quả cũng lại bán rẻ. Chẳng ăn trộm thì người ta đến xin quả. Mình chơi thôi. Nóng máy thì bác nó buồn chết vụ. Mỗi hôm mới ra mà ăn trộm mấy quả thì nó xuống để nó mịn như mọi người ăn bưởi để nó xin chất vụt. Lá thoải mái đây. Yeah. Muốn là bà có ít lá thì để ăn nguyên thịt thì chứ nhiều lá quá lại ăn lá thì chết à. Sợ gì thiếu lá. Lá phải đủ không có lại ép cái tỏi ra. Vâng đấy, quan trọng là cái lúc ép đấy. Ê, thế là chẳng biết là luộc mấy tiếng nhỉ? To này thì chỉ luộc đến 2 tiếng, 2 tiếng, 1 tiếng rưỡi thôi. Từ lúc sôi hả bà? Ừ. Bắt đầu sôi. Từ lúc sôi lên chỉ tiếng rưỡi thôi. Ra cứ để dốc nước chán thì mới ép à? Ơ chết, phải ép, ép ngay. Luôn. Ép ngay. Ừ. Và cứ bảo để cho nó dốc nước. Cứ bảo đi. Luộc tầm tiếng rưỡi 2 tiếng. Ừ, cứ để em gọi đi ép. To này cứ gần 2 tiếng thì mang ra làm bốn cái thành ép. Rồi ra giò ninh. Ôi. Quay này nếu mà hết thì ta lại cho vào máy tính. Hả? Quay nhằm mục đích quảng bá. Cách làm giò của bác. Được. Lên Facebook của đây là nhà doanh nhân giờ trả. Ừ. Ờ, thế là cái tiền của ông Út là đến bây giờ vẫn chưa có cái đồng nào. Ô, điện cho Thắm hỏi em nào? Hỏi rồi, nó là chả có. Tiền gì? Tiền tăng tật. Không, à. Nó còn làm đến 29-30 đấy. Tiền tăng tật. Thế họ hỏi. Hỏi rồi. Mà... bởi vì hộ nghèo năm nay chẳng được một cái gì. Hộ nghèo năm nay không có gì. Chẳng có cái gì. 600 cái bảo hiểm làm sai bác. Thế hôm nay em ra xem có cái nào. Tí em đi ra xem còn cái nào lấy nút về cho người ta. Chứ còn là 600 cái xã là 600 bảo hiểm bị sai. Làm sai thì họ làm lại. Hộ nghèo bảo hiểm chẳng có. Thế mà đến bây giờ như thế là. Có chứ. Chưa có nhưng mà không có. Bác là bảo hiểm hộ nghèo hay bảo hiểm gì nhỉ? Bảo hiểm là bảo hiểm hộ nghèo thôi. Ừ. Đây em ra xem có thì em lấy chứ. Là cái thuộc ạ, làm sai đấy ạ. Đấy tất cả các loại 600 cái làm sai bởi vì nó bảo quánh máy số nhầm, sai. Quánh số nhầm.
máy tính nhảy sai. Có người thì ở đây nhưng mà lại khám trạm xá Văn Lãng, người thì khám ở trạm xá Phúc Thịnh. Đến bây giờ như thế là lúc nào đài cũng bảo là năm nay phải lo Tết cho hộ nghèo với lại người tàn tật, như đến bây giờ chưa có mà không, chưa thấy được cái gì. Thông cảm, năm nay là ở Yên Bái này nó dùn cho Văn Chấn Nghĩa Lộ coi nó khổ quá, có người chẳng có nhà có cửa mà ở. Cho nên là khổ quá, nhưng cũng nhiều người người ta nói cho người ta là đúng là không có thật, nhưng mà năm nay cũng phải ưu tiên cho trong ý chứ không thể. Nói xong là làm cái quang. Trong cái vừa rồi lũ quét nó để cho coi như là có người chạy đi hôm qua lại thấy còn nó mới nền nhà không thôi. Cái gì ấy, cái nước cái trong con. Để đây. Để bố cho được. Mà con cho được, cứ lên đi chơi mẹ đi. Có một cái nồi ở trong để chuyên để cho chó đấy. Sáng này hỏi Thắm hôm nay có tiền không, nó bảo vẫn chẳng thấy gì đâu bà. Thắm về trong tỉ. Có cả một nồi cháo đó con ạ. Và gọi điện. Đấy, múc thêm cơm vào cái nồi cháo xong là chắc cái nồi kia vào trong cái nồi cũng qua có cả thịt cả hết cả trong nồi. Điện nó chứ nó có vẻ mà nó có vẻ chẳng gặp. À, xong là cởi cái dây giữa đi. Chói thêm lô dây mà. Tình tinh, chó ăn sau. Chó ăn sau, anh còn đang vừa ăn. Đây, và rò như này. Không biết quay thêm à. Đấy, bà lên một lần nhé. Kệ trong kia, kệ nó cho ăn sau, không phải vội. Để xong mới quả giòn. À thôi à, quay như này để tí nữa quay luộc với quay ép sau. Đây, luộc vào nồi. Chưa cho rồi. Ờ, nồi luộc giò. Nồi 60. Quay lên bỏ giò tới độ 6 tiếng đồng hồ thế là có đứa không vừa theo. Tiếng rưỡi 2 tiếng thôi, từ lúc sủi thôi. 6 tiếng nó thành hầm. Thế thì để có đứa nó luộc theo 6 tiếng nó mới chết mất đời. Thế căng quá. Cứ xem trên mạng thấy bảo à đây người ta luộc 6 tiếng thế này. Có biết nói vào đấy còn đâu nữa. Ở đây vẫn vào đây. Thế thì sủi tiếng rưỡi 2 tiếng thôi. Thấy khéo bảo không? Vớt rồi. Hai ngày bỏng ấy, chuẩn bị sẵn hai cái kẹp. Một đầu buộc là sẵn. Đằng kia buộc chắc không? Nó lại bung ra. Lạch lạch nha. 2 hay 4 rồi. 2 rồi. Em 2. Chạy ở chân. F4 được nhỉ? 4 nó lại vuông. Đứng cho nó vuông đây. Đây, 2 thì lại bẹp. Cũng chẳng vuông lại nhỉ. Đây. Cái giữa đầu kia kìa. Chưa. Khoan ngon.
Không cần ép chặt lắm đâu. Chặt chứ. Tưởng nó phải gọi là bíp thêm nữa, không phải buộc thêm một lần nữa. Nào bíp thêm nữa, một lần nữa. Mày lấy cái mảnh thay hư không có gì? Mảnh gì? Cái mảnh thay kia xe máy đây này kia. Bồi dầu. Cái thứ hai. Quả thứ hai. Bước sẵn một đầu. Là cái dưa ra có dính. Dính vào cái mũi dưới lửa. Dẫm bàn chân. Ui, nước phun thành tia kìa. Nhẹ nhẹ thôi, xong xuống dần dần cho nước nó dai không? Nó dai hết nhà. Nhìn thấy bằng chưa? Chưa. Mạnh hơn gì nữa. Hay lại phải xỏ ống điếu vào làm dấu. Tiếp quả nữa. Mẹ bê cái kia. Thế là cật gì ạ? Ôi con. Hai cái nữa. Mẹ không dính mũi rồi. Chưa. Lấy hai cái quem kìa. Hai quem. Đây. Điếu để đo. Quay vào điếu không? Cái gì chứ? Điếu này phải đo bằng điếu. Được chưa? Hơi to. Buông như này cũng được, chẳng cần hai lượt lượt đều. To ngắn lại vặn kiểu này chắc chứ nhỉ, làm sao mà lạt mà lại buộc buộc theo kiểu dây được rồi tôi đã không cứ cắt bằng này. Nốt quả nữa. Đây. Cân chưa? Cái này bé phải không? Bằng nhau. Rắn, rắn, rắn. Cho ra ngoài. Nhưng đâu rồi đây? Online. Đó, đấy, bắt cái xuống là nó còn gọi là bút thêm mũi cho chó. Em để đâu? Ấy, ấy bình tĩnh. Lại không bình tĩnh được à? Có phải để chỗ khác nhưng nó không đủ cao. Lấy làm cái buộc sẵn. Vâng. Rồi, thì là đã có giò ăn. Đến nay bao lâu là cắt được? Tí nữa cắt được. Nguội nhỉ, nguội cắt được.